Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Ông Review. Hôm nay thì một loạt các dòng TV của Samsung, màn hình TV QLED đang giảm giá rất chi là sâu. Với tầm giá từ 9 triệu đồng trở lên, các bác sẽ sở hữu được màn hình TV QLED 43, 50, 55 và 65 inch của bên Samsung rồi. Những dòng sản phẩm TV này đang giảm giá so với ngày hôm trước tầm độ gần 1 triệu đồng rồi nhé. So với ngày hôm trước gần 1 triệu đồng, em sẽ đi lần lượt từng cái model một để các bác nào quan tâm một trong các dòng TV mà em đọc trong cái video lần này thì các bác có thể nhanh tay mua hàng ở tại siêu thị điện máy Ecomax nằm tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh, Hà Nội để mua hàng rồi nhé. Ở đây các bác nhìn thấy một dàn các dòng TV QLED đang giảm giá sâu này, 43 này, 50 này, 55 này và 60 inch. Màn hình TV QLED chấm lượng tử có giá thành vô cùng tốt. Thông tin đặt hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua siêu thị điện máy của Ecomax nằm tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh. Website là okmax.vn. Số điện thoại thì em để phần mô tả để các bác đặt hàng các bác nhé. Các bác nào yêu mến em Long thì có thể dành tặng cho em Long nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả các bác. Và giờ đầu tiên thì em sẽ đi lần lượt từ những dòng TV có giá thành tốt nhất trong cái vision này. Đầu tiên thế là phân khúc TV 43 inch, màn hình TV QLED ngay con đầu tiên trước mắt các bác đang xem đây. Model 43Q60B. Một trong những dòng TV mà trước giá thành nó đang bán tầm độ gần hơn 10, tầm độ gần 11 triệu đồng. Gần 11 triệu đồng rồi nhé. Tuy nhiên thì hôm nay phá giá cho người về một cái mức giá chỉ có 9 triệu 320 nghìn thôi. 9 triệu 320 cho một con 43 QLED, màn hình QLED chấm lượng tử tần số quét là 60. Có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt và thiết kế tràn 3 viền. Cái điều khiển là điều khiển sạc pin mọi nhá, trên các dòng TV của Samsung QLED. Con này thì thiết kế iSlim siêu mỏng cho cả các dòng 43, 50 và 55. Mọi người để ý thấy cho em là tất cả các dòng TV QLED sẽ có theo một cái lắp đậy ở kia. Con 43 thì em đang để đậy, con 50 thì em không để đậy mọi nhá. 55 inch thì em để đậy. Thì các bạn lưu ý em là 50 inch thì chân nó ở chân hai bên như thế này, nhưng vẫn sẽ có một cái lắp đậy ở phía chính diện như này. Đấy, đây. Nhiều các bác xem thì cứ tưởng là nó chân ở giữa nhưng không phải, đây chân ở chân của nó là chân lắp đậy như này mọi người nhé. Nó chỉ là có cái lắp đậy thôi. Nhiều các bác mà xem ở trên web hay là trên mạng ấy, người ta đậy nắp như thế này vào. Đấy, đậy nắp thế này vào bảo là chân nó là nguyên khối các thứ nhưng không phải, nó chỉ là một cái lắp đậy như này thôi mọi người nhé. Và nhiều các bác lại hay nhầm nhấn con 50 và con 55. Con 50 thì chân nó chân xòe như thế này. Và con 55 thì nó lại chân ở chính diện như này. Đấy, nhiều các bác bảo mua về và 50 mà sao chân của tôi lại không phải ở chính diện mà lại ở hai bên. Thì các bạn lưu ý em là mỗi một kích thước Samsung họ sẽ thiết kế cho các bác cái kiểu dáng thiết kế khác nhau. Đối với con 50Q60B thì hiện tại BM đang đao giá xuống rất thấp cho mọi người. Với tầm giá con này đang bán chỉ rơi vào là 10 triệu 5 thôi. Coi nhé, 10 triệu 500 cho 50Q60B. Còn 55Q60B thì đợt này đang bán là 11 triệu 420 nghìn các nhá. 11 triệu 420. Đấy là 55 inch. Nhưng với 11 triệu 400 đấy thì các bác có thể lấy cho em lên 65 inch được. Tức là 55Q60B là 11 triệu 4. 420 11 triệu 4 thì các bác có thể lấy cho em 65BU8000 với cùng giá như thế. Mọi nhá. 65BU8000 đợt này đang giảm giá vô cùng là tốt cho các bác. Nếu các bác muốn mua màn hình TV dòng BU8000. BU8000 em đang giảm giá sâu từ phân khúc 50 inch, 55 inch và 65 inch model BU8000. Vì sao BU8000 đợt này đang có giá tốt như vậy mà đợt này thì nếu mà các bác so sánh BU8000 với AU7700 thì là chúng ta AU7700 không có cửa so sánh được thôi nhá. Ví dụ như đơn cử phân khúc 55 inch với con AU7700 thì đang bán khoảng độ 9 triệu đồng, 9 triệu 100 rồi nhá, 9 triệu 100, thì các bác hoàn toàn có thể đổi sang cho em đó là 55BU8000 với giá là 9 triệu 9. 9 triệu 9 tức là nó cao hơn so với con AU7700 của nó 800.000. Với 800.000 các bác hoàn toàn có một cái công nghệ một màn hình đẹp hơn, thiết kế ấn tượng hơn, model mới hơn. Đấy. Và màu sắc được hiển thị chi tiết hơn, độ sắc nét cao hơn. Tất cả những cái đó mà có 800.000 thì không có lý do gì các bác không lựa chọn 55BU8000 trong thời điểm bây giờ.
với tầm giá là 9.910.000, em đọc tròn là 9.900.000. Mọi nhá. Dưới 10 triệu đồng, tất cả các dòng TV 55 BU 8000 từ trước đến nay chưa bao giờ bán dưới 10 triệu đồng cho mọi người. Trước đó lúc nào cũng rơi vào tầm độ 10 triệu 5, 10 triệu 6, 10 triệu 4. Đấy. Thì nó sẽ cao hơn so với con AU7700 tầm độ 1.500.000, 1.600.000. Nhưng bây giờ chỉ có giảm 800.000 thôi. Thì các hoàn toàn lấy cho em 55 BU 8000 thôi nhá. À, ngoài ra thì với 65 Minh cũng vậy. 65 Minh đợt này cũng giảm. Với 65 AU7700 đang bán là 11.220.000. Thì các bác có thể lấy sang 65 BU 8000 với giá là 11.900.000. 11.220.000 với 11.900.000 thì đang hơn kém nhau có bao nhiêu? 600.000 mọi nhá. Đúng rồi, 700.000. Đấy, hơn kém nhau có 700.000, cũng giống như các dòng TV 55 Minh thì hai con này đang hơn kém nhau có 700.000. 700.000 chúng ta được những cái hê hò hơn của các con BU 8000. Màn hình là độ tươi sáng và sắc nét hơn, hiển thị chi tiết hơn. Điều khiển có sạc pin năng lượng mặt trời. Giọng nói cũng hệ điều hành Tizen OS mới hơn. Hệ điều hành tốt hơn. Đấy, giọng nói nhanh hơn và thiết kế ấn tượng hơn. Đấy, màn hình cũng là tốt hơn rất nhiều. Với 65 BU 8000 đang còn giá cho các bác còn 11.900.000 một nhá. Giảm rất sâu cho các bác. Ngoài ra thì mọi người có thể lấy cho em đó là 50 BU 8000, đợt này cũng rẻ cho mọi người. 50 BU 8000 đây. Phân khúc 50 inch thì là một trong những phân khúc ở chính diện con 55 và 43 inch. Nhiều các bác rất muốn mua các dòng TV 55 nhưng cái kệ hoặc là không gian của nhà mình chỉ kê được 50 inch thì các bác có thể lấy cho em 50 BU 8000 trong cái đợt này. Con này thì bây giờ đang có giá là 9.320.000 một nhá. 9.320.000 tức là nó đang bằng giá đúng con 43Q60B. 50 BU 8000 bằng đúng giá con B 43Q60B của nhá, là QLED. Nhưng mà chúng ta được màn hình TV là 50 inch, nó to hơn, giải trí nó tốt hơn. Đấy, giá thành của 50 và 55 thì lúc nào em cũng bảo các bác là nó không chênh nhau quá nhiều. Nó luôn luôn chênh nhau chỉ có vài trăm nghìn hoặc là cùng lắm 1 triệu đồng trở xuống thôi. Chính vì vậy mà em luôn khuyên mọi người nếu mua được 55 inch thì là tốt nhất. Còn nếu mà trường hợp không thể nào mà mua được 55 thì các bác mua 50. Đấy, 50 đợt này cũng giá rất tốt cho mọi người nhé. Rất tốt luôn. Với 9.3 triệu thôi. À, còn cuối cùng trong cái dòng sản phẩm xuống giá trong ngày hôm nay. Đó chính là phân khúc TV 65 inch. 65 inch thì em đang có con 65Q60B. Một trong những màn hình TV QLED. Em sẽ bật video lên cho mọi người xem nhé. Cái giao diện và hình thức của con Q60B phân khúc 65 inch thì nó cũng khá là tương đồng so với con 55 thôi. Nó chỉ hơn cho bác là về phần cái kích thước. Thế đây là cái giao diện cũng như là hệ điều hành chính cho các dòng TV QLED cũng như là từ BU 8000 trở lên. Đó là hệ điều hành Tizen OS mới nhất trên thị trường bây giờ. Đấy. Những dòng này có hỗ trợ Android Mode cho mọi người để các bác truyền tải hình ảnh từ điện thoại lên. Có đầy đủ các những cái ứng dụng ở đây nhé mọi người nhé. Ứng dụng các thứ này. YouTube xem phim nghe nhạc này, đấy, các ứng dụng xem phim truyền hình đầy đủ. À, và đơn giản nhất trên cái dòng Q60B đó chính là thiết kế nó đơn giản. Thiết kế đơn giản nhưng mà rất chiều bắt mắt với tràn được 3 viền. Đấy. Q70 thì cũng không khác gì cả nhưng mà hiện tại Q70 họ đang không còn hàng trên thị trường. Chúng ta có chân ở chính diện và chân cũng sẽ là chân nắp đậy mọi nhé. Q60B thì luôn luôn được nhiều các bác lựa chọn bởi vì sao cái chân này các bác để thoải mái, kệ nào mọi người cũng để được. Kể cả kệ dài, kệ thấp các bác để được. Thiết kế thì lại đẹp với thiết kế iSlim siêu mỏng. Đấy, để trên kệ thì vô cùng là ấn tượng. Con này thì màn hình của nó rất đẹp rồi nhé. Màn hình của Q60B thì được đánh giá là tốt hơn rất nhiều so với dòng BU. Và giá thành của nó thì không chỉ là cao hơn một chút thôi. Cao hơn một chút thôi. Hiện tại thì khi mà các bác mua cái dòng 65 Q60B ấy, thì trước em có bán một cái mức giá rất tốt đó là 13.760.000 đúng không ạ? Rất nhiều các bác mua một cái mức giá 13.760.000 đó từ trước cái video này của em. Mọi người là các bác nào có thể mua được cái video cái con đó với giá đó thì có thể comment lên cho em nhé. Nhưng giá hôm nay thì giảm cho bác thêm được vài trăm nghìn nữa. Hiện tại bây giờ đang còn giá là 13.270.000. Tức là giảm hơn so với đợt trước rơi vào đâu đấy khoảng độ là 500.000.
500.000 so với một con TV 65 inch cũng rất chìa tốt. 500.000 mà so với mức giá 10 triệu chúng ta giảm được 5% rồi nhé. Giảm được 5% một con TV 65 inch QLED. Đợt này thì Q60B giảm khá sâu từ 43, 50, 55 và 65 inch QLED. Và các dòng TV BU 55 inch, BU 8000, 65 inch, BU 8000 cũng giảm giá sâu. Bên cạnh đó thì mình muốn giới thiệu cho mọi người con 65Q60B. À xin mọi người, 65QL85B ở đây. 65QL85B đang còn giá 20.850.000 một nhá. Màn hình TV QLED mini LED, màn hình mini LED rất đẹp. Đấy, với tầm giá hơn 20 triệu và dưới 21 triệu đồng, chúng ta có 65QL85B 20.080.000. Thế đấy là toàn bộ các dòng TV mà em thấy giá thành nó đang hạ giá và giá tốt trong cái đợt này. Các màn hình TV QLED giá từ 9 triệu đồng để các bạn lựa chọn. Ok, các bác mua hàng nhanh tay liên hệ với số điện thoại hotline em để phần mô tả để mọi người đặt hàng. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.